Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng gần Bakhmut, Ukraine tập kích lạc tên lửa vào Crimea. Ukraine phát triển 15 loại UAV có thể nhắm vào huyết mạch kinh tế Nga. Nga công bố lời khai thủ phạm tấn công Moscow. RIA nêu giả thuyết liên quan Ukraine về chiêu mộ khủng bố. Sau khí đốt Nga, EU đang phải từ bỏ nhiên liệu hạt nhân của Nga. Trung Quốc cấm CPU của Intel và AMD trong máy tính chính phủ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng gần Bakhmut, Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Kram. Quân đội Nga ngày 25 tháng 3 thông báo kiểm soát làng Ivanivsky, phía tây Bakhmut, thành phố chiến lược họ chiếm được từ tháng 5 năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố làng Krasnoy ở Donetsk đã được giải phóng. Kết quả này cho thấy lực lượng Nga đang duy trì đà tiến công và tiếp tục củng cố vị trí ở tiền tuyến. Quân đội Nga những tuần gần đây tuyên bố kiểm soát thêm loạt ngôi làng trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu binh sĩ và đạn dược. Cùng ngày, thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Ravozaev cho biết thành phố Sevastopol ở Crimea hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Ông Mikhail Ravozaev thông tin, một tên lửa đã bắn trúng tòa nhà văn phòng ở thành phố, trong khi một quả tên lửa khác đã bắn trúng khu dân cư 5 tầng. Trong khi ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev phát hiện ít nhất 7.500 linh kiện nước ngoài trong các tên lửa, máy bay không người lái UAV mà Nga dùng tập kích lớn chưa từng có hôm 22 tháng 3. Tổng thống Zelensky thông tin mỗi tên lửa Iskander Kinzon và các loại tên lửa khác UAV Sahed của Nga chứa hàng chục linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Bất chấp những tổn thất chồng chất sau 2 năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng Nga vẫn đang cho thấy sức bền cả về quân lực lẫn vũ khí. Nga tấn công kho chứa khí đốt, Ukraine tăng cường nhập khẩu điện. Ngày 24 tháng 3, một kho chứa khí đốt dưới lòng đất của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào các cơ sở năng lượng, buộc các thành phố Ukraine phải giải quyết tình trạng thiếu hụt điện bằng cách nhập khẩu và các điện luân phiên. Công ty năng lượng Naftogaz của nhà nước Ukraine vừa báo cáo về vụ tấn công tên lửa của Nga đánh vào kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất USG, giám đốc điều hành Napstogas, Oleksiy Chernyshov cho biết thiết bị hư hỏng trong cuộc tấn công đang được sửa chữa. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện đang được tiến hành ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó khó khăn lớn nhất là ở làng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Theo ông Zelensky, hơn 200.000 cư dân Kharkov hiện không có nguồn điện chắc chắn để sử dụng, trong khi mạng lưới điện đã được khôi phục ở những nơi khác. Ông Zelensky cho biết, thành phố Kharkov đã áp dụng lịch trình nghiêm ngặt về sử dụng điện. ZTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, vì các điện luân phiên cũng được áp dụng tại cảng Odessa. Trước đó, ngày 22 tháng 3, Nga đã tiến hành tấn công các cơ sở sản xuất và truyền tải điện của Ukraine nhằm trả đũa cho các cuộc tấn công Kiev trong cuộc bầu cử Nga. Ukraine phát triển 15 loại UAV có thể nhắm vào huyết mạch kinh tế Nga. Vào đêm ngày 23 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara, Nga. Theo Ford, đây là vụ tấn công mới nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Nga, kể từ khi Ukraine leo thang các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dầu khí đối thủ. Trước đó, một quan chức Ukraine tuyên bố họ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp lệ của Kiev, xét theo cốc độ quân sự. Samara nằm cách tiền tuyến ở Donbass hơn 800 km. Theo tình báo Anh, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào hơn 12 cơ sở lọc dầu và nhà kho ở miền Tây của Nga đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 12%, và điều đó có tác động dây chuyền đến giá xăng đối với người Nga. Trong tháng này, giá xăng tại Nga tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Trong nỗ lực bảo toàn nguồn cung trong nước, Moscow đã khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng đã được dỡ bỏ vào tháng 9 năm ngoái. Chuyên gia quân sự SI Sustin dẫn các thông tin mà ông tổng hợp được xác định Ukraine đã chế tạo được 15 loại UAV tầm xa khác nhau. Mỹ và đồng minh tới nay vẫn không cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nên họ không còn lựa chọn nào khác là phải tự phát triển UAV để tập kích đối phương. Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000 km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Ukraine nhằm vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol vào cuối tuần qua, dường như cho thấy hậu quả của việc Nga dàn mỏng hệ thống phòng không. Ford nhận định, Điện Kremlin lúc này sẽ phải chọn giữa bảo vệ chặt chẽ các cơ sở lọc dầu và bảo vệ lực lượng tiền tuyến. Tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, Mark Hucklin nhận định, bạn không thể phòng thủ ở mọi nơi. Nga công bố lời khai thủ phạm tấn công Moscow. RIA nêu giả thiết liên quan Ukraine về chiêu mộ khủng bố. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tấn công khủng bố Moscow chấn động thế giới những ngày vừa qua. Bốn người bị buộc tội dàn dựng vụ tấn công kháng phòng hòa nhạc ở Nga, khiến hơn 130 người thiệt mạng đã xuất hiện trước tòa án vào Chủ nhật, và họ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố. Hãng tin RT Nga cho biết, những nghi phạm này đều được xác định là công dân Tajikistan. Tại phiên tòa ngày 24 tháng 3, bốn tên này đã lần lượt khai nhận hành vi khủng bố của mình. Cách thức chúng được tuyển mộ để tiến hành vụ khủng bố cũng được hé lộ. Dalejon Mizoev, 32 tuổi, công dân Tajikistan, đã lập gia đình, có bốn con, từng nhiều lần vi phạm luật di cư của Liên bang Nga và nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật từ năm 2011. Năm 2011, Mizoev bị giam giữ vì vi phạm luật di cư và bị đưa vào trung tâm giam giữ tạm thời trước khi bị trục xuất, Tuy nhiên trong thời gian này, Mizep đã bỏ trốn, không rời khỏi Nga theo đúng thời hạn quy định. Trong phiên thẩm vấn đầu tiên tại tòa, Mizep khai rằng trước vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall, hắn lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường cao tốc trong 15 đến 20 ngày. 10 đến 20 ngày trước khủng bố, Mizep đã liên hệ với một người qua tin nhắn và than thở rằng mình không có việc làm. Ngày 22 tháng 3, cùng với ba tên khủng bố khác Mizoev đã lái ô tô đến Crocus và bắt đầu xả súng vào những người trong bãi đậu xe. Tiếp đó, khi tiến vào bên trong tòa nhà, chỉ trong vòng 15 phút, Mizoev và các đồng phạm đã sát hại hàng chục người. Sau khi lửa bắt đầu bùng lên ở Crocus City Hall, hắn đi vòng quanh và dùng dao sát hại những người bị thương. Saidak Rami Murodali Raja Balisoda, 30 tuổi, công dân Tajikistan, đã kết hôn và có con. Chưa học hết cấp 2, và chưa từng làm việc ở đâu. Tại tòa, Racha Balisoda khai rằng hắn không nhớ mình đã đăng ký tạm trú ở đâu tại Nga. Tuy nhiên, theo đài RT, Racha Balisoda đã đăng ký tạm trú tại một căn hộ trên phố Industrionnaza ở Podos, vùng Moscow. Năm 2018, Racha Balisoda từng bị phạt 5.000 rúp do vi phạm các quy định lưu trú ở Nga, vượt quá thời hạn 90 ngày lưu trú. Theo án phạt Raja Balisoda phải tiến hành các thủ tục rời khỏi Liên bang Nga dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhưng hắn đã không thực hiện. Trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3, Racha Balisoda đã chung một khẩu súng máy bắn vào những người đang nằm trên sàn phòng hòa nhạc và dọc hành lang Rokos City Hall ở cửa ly gần. Hắn khai nhận đã cùng đoạn bọn ném vũ khí mang theo trên ô tô xuống đường trước khi bị lực lượng an ninh Nga ở vùng Brian bắt giữ. Fariduni Samsidin, 25 tuổi, công dân Tajikistan, đã kết hôn và có con 8 tháng tuổi, từng làm việc ở một nhà máy tại Bondod. Trong phiên thẩm vấn đầu tiên, Sam Sidin khai nhận rằng hắn tiến hành vụ xả súng tại Crocus City Hall vì tiền. Một người đã liên hệ với Sam Siddin qua Telegram hứa cung cấp sẵn vũ khí và sẽ trả hắn nửa triệu rúp nếu tiến hành vụ tấn công. Sam Siddin cho biết hắn có một tháng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố, đồng thời khai nhận đã xả súng vào các nhân viên và quan khách tại Rokos City Hall trong ngày 22 tháng 3. Faisal Mohammed Sobi Zoki Konovic, 19 tuổi, công dân Tajikistan, học hết cấp 2, đang độc thân. Thất nghiệp tạm thời. Trước đó, Zoki Konovic được thuê làm việc tại một tiệm cắt tóc ở Ivanovo, Tây Bắc, Moscow, Hắn làm việc ở đó được 2 tháng thì nghỉ và chuyển đến thành phố khác. Tại tòa, Yuki Konovic khai nhận hắn đã thay mặt cho những kẻ khủng bố quay một đoạn video phát tán trực tuyến. Theo RT, nhiều khả năng Yuki Konovic chính là kẻ đã lái chiếc xe chở ba tên khủng bố khác chạy trốn sau khi tiến hành vụ xả súng ở Crocus City Hall và tông vào một bé trai trên đường di chuyển. Do tình trạng sức khỏe, Yuki Konovic được đưa tới tòa bằng xe lăn trên người có gắn ống thông và bụng tiểu. RT cho biết sau khi bị bắt, Yuki Konovic đã trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Priyank. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời đại tá về hưu Bastia Brakmonov của Nga, đồng thời là một sĩ quan đặc nhiệm cáo buộc rằng quá trình tuyển mộ khủng bố đã được tiến hành thông qua Đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan. Theo ông Brakmonov, Vài tuần trước vụ khủng bố, trên website của cơ quan ngoại giao Ukraine đã xuất hiện thông tin về việc mời người nước ngoài tham gia quân đoàn quốc tế. Đại sứ quán Ukraine cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc, các ứng viên tiềm năng chỉ cần viết thư hoặc gọi điện. Jack Monop cho biết ông liên tục theo dõi những thông báo như vậy trên trang web của Đại sứ quán Ukraine. Từ năm 2014, các nhà ngoại giao Ukraine đã vài lần đăng những thông báo tương tự, nhưng sau khi Bộ Ngoại giao Tajikistan can thiệp, họ đã gỡ bỏ chúng, theo luật của quốc gia, việc công dân Tajikistan tham gia vào xung đột trên lãnh thổ của các quốc gia khác là hành vi phạm tội hình sự. Sau khi cung cấp cho RIA Novosti, ảnh chụp màn hình thông báo từ trang web của đại sứ quán, ông Rapmonov nói rằng những lời kêu gọi cuối cùng đối với người nước ngoài đã xuất hiện trên trang web đại diện ngoại giao của Ukraine vào ngày 9 và 18 tháng 3. Trong đó, thông báo xuất hiện vào ngày 18 tháng 3 chỉ hiển thị trên đó không quá 2 ngày và hiện tại đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, cho tới nay, chính phủ Ukraine đã đưa ra các tuyên bố bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này có liên quan tới vụ khủng bố ở Krokos City Hall. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, chúng tôi coi những cáo buộc như vậy là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Điện Kremlin nhằm tiếp tục thúc đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga, tạo điều kiện để tăng cường huy động công dân Nga tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, và làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế. Ông Mikhail Volodyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Mọi thứ trong cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên chiến trường. Tâm trạng hỗn độn của người Nga sau vụ khủng bố đẫm máu nhất trong 20 năm Thưa quý vị, trên đường phố Moscow hôm 24 tháng 3, người dân bàng hoàng đau buồn phẫn nộ xen lẫn hoang mang khi Nga cử hành ngày quốc tang sau vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này trong hai thập niên. Khi người dân đặt hoa tại các buổi tưởng niệm và thắp nến trong nhà thờ, có nhiều tranh luận về thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công tàn bạo vào tối ngày 22 tháng 3. Tới nay đã khiến gần 137 người thiệt mạng và 187 người bị thương, theo số liệu chính thức mà Nga công bố. Luật sư Joslana Baranovskaya, 35 tuổi, nói với AFP trên một con phố chạy ra quảng trường đỏ. Tôi vẫn còn bị sốc. Đó là một bi kịch đã làm tôi suy sụp tinh thần. Bên kia quảng trường, một lá cờ được treo rủ phía trên điện Kremlin. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công kinh hoàng vào nhà hát Rokos City Hall tối ngày 22 tháng 3. Tại Moscow, người dân cũng có ý kiến trái chiều về nghi vấn vụ tấn công có thể liên quan tới Ukraine. Vomis Aliyev, một sinh viên y khoa 22 tuổi, thừa nhận anh không tin lắm vào sự liên quan của Ukraine tới vụ tấn công. Tuy nhiên, một số người khác đã có quan điểm khác. Valery Chaknov, một chủ cửa hàng 52 tuổi, cho biết, cuộc chiến đang diễn ra ở mọi nơi trên đất nước, không chỉ trên TV. Thật khó để nói ai đứng đằng sau tất cả những điều này. Chắc chắn là kẻ thù của Nga là những bên muốn gây bất ổn để người Nga bắt đầu nghi ngờ rằng liệu họ có được chính phủ bảo vệ hay không người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tuần trước cho biết nga đang ở trong tình trạng chiến tranh với ukraine đây là lần đầu nga sử dụng cụm từ này một cách chính thức thay vì cách dùng chiến dịch quân sự đặc biệt trong hơn hai năm qua ông nói nó bắt đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt nhưng ngay khi tập thể phương tây trở thành bên tham chiến đứng về phía ukraine đối với chúng tôi nó đã trở thành một cuộc chiến tranh ngay sau khi vụ tấn công xảy ra 5.000 người ở Moscow và khu vực xung quanh đã xếp hàng hiến máu cho những nạn nhân phải nhập viện điều trị. Rạp hát, bảo tàng, rạp phim đóng cửa trên khắp cả nước. Các tấm bản lớn có nội dung tưởng nhớ các nạn nhân xấu số xuất hiện, thay thế cho các quảng cáo ở các tòa nhà và ca tàu điện ngầm. Người dân tới hiện trường vụ tấn công để đặt hoa cho những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Nga kể từ năm 2004. Đối với nhiều người Moscow, nỗi đau vẫn nguyên vẹn sau 48 giờ đồng hồ vụ tấn công xảy ra. Anh Zona, 39 tuổi, một cư dân Moscow cho biết, tôi rất khó nói về chuyện này, thành thật mà nói tôi đã gặp ác mộng. Trong khi đó, luật sư Baranovskaya nói, Mỹ và Anh đã cảnh báo công dân của họ, đề cập đến cảnh báo an ninh ngày 7 tháng 3 do một số đại sứ quán phương Tây đưa ra về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công ở thủ đô Nga. Câu hỏi đặt ra là tại sao cơ quan an ninh của chúng tôi không biết trước về vụ tấn công khủng bố, Baranovskaya thắc mắc. Ba ngày trước khi vụ tấn công diễn ra, ông Putin đã bác bỏ những thông điệp cảnh báo nói trên, cho rằng chúng được đưa ra để làm xã hội Nga bất ổn. Trên đường phố Nga, một số người dân thừa nhận họ cảm thấy bất an khi ra đường sau vụ tấn công. Aliyev, sinh viên y khoa nói, chúng tôi sẽ phải cẩn thận. Đi vào tàu điện ngầm lúc này có thể không phải là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, anh tin rằng sau vụ việc, Nga sẽ vượt qua và mạnh mẽ hơn. Những vụ việc như thế này sẽ đàn kết chúng tôi lại để vượt qua những trở ngại, anh nhấn mạnh. Nga phản ứng gắt trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố này, theo TASS, trong ngày 25 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova đã phản bác tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Rokos City Hall, ngoài ô thủ đô Moscow, bà zakharova cho biết washington dường như đang tự dồn mình vào chân tường với câu chuyện cho rằng nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is là thủ phạm duy nhất cho vụ khủng bố ở crocus trong nhiều năm giới chính trị mỹ đã học được cách điều hướng dư luận khỏi nhiều vụ tấn công nổi tiếng do đó cho tới khi cuộc điều tra kết thúc bất kỳ sự biện minh nào của washington dành cho kiev đều được coi là bằng chứng quan chức nga cho rằng phía mỹ đã rất nhanh chóng đưa ra kết luận về thủ phạm của vụ khủng bố, trong khi vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa được làm rõ. Bà Zakharova nói thêm, phát ngôn viên Nhà Trắng Ariane Watson cũng nói rằng Ukraine không liên quan đến vụ tấn công và IS mới là thủ phạm. Tôi ước gì họ có thể đưa ra kết luận nhanh như vậy với vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Trong suốt 6 thập kỷ, họ vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm. Liệu đó có phải là IS không? cũng theo bộ ngoại giao nga có nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cho thấy mỹ đang tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở ukraine trong quá khứ sự can thiệp của mỹ vào các vấn đề trung đông đã dẫn tới sự trỗi dậy của các tổ chức cực đoan và chúng vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay bà zakharova cho biết số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la mỹ đã được đổ vào ukraine một cách vô trách nhiệm cùng với đó là những bình luận hung hăng chống lại nga và chủ nghĩa dân tộc cực đoan trước đó phó tổng thống mỹ harris đã gửi lời chia buồn tới người dân nga sau vụ khủng bố ở ngoại ô moscow đồng thời tuyên bố ukraine không liên quan đến vụ việc bà harris nói với truyền thông không có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của ukraine những gì chúng tôi biết là isisk thực sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì đã xảy ra sau khí đốt nga eu đang phải từ bỏ nhiên liệu hạt nhân của nga Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, áp lực về đạt mục tiêu giảm phát thải carbon và việc nhanh chóng đoạn tuyệt khí đốt Nga đã thúc đẩy Bỉ và các nước châu Âu khác quan tâm tới năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, với uranium được làm giàu của Nga chiếm tới 30% nguồn cung của EU trong năm 2022, khối 27 thành viên có nguy cơ phải chuyển từ phụ thuộc quốc gia này sang quốc gia khác. Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo chia sẻ với Financial Times, Việc thay đổi chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng hạt nhân rất phức tạp, nhưng chúng ta cần thực hiện càng nhanh càng tốt. Chúng ta cần ngắt kết nối với nhiên liệu hạt nhân Nga, nhưng cũng cần phải đảm bảo vẫn có thể sản xuất điện không phát thải. Tháng 12 năm ngoái, Bỉ quyết định gia hạn thời gian tồn tại của hai lò phản ứng hạt nhân mà nước này dự kiến đóng cửa vào năm 2025. Hiện các lò phản ứng này sẽ hoạt động tới năm 2035. Tuy nhiên, ông Dicru chia sẻ cá nhân ông nghĩ rằng thời gian tồn tại của các lò phản ứng này nên kéo dài thêm 20 năm. Việc phục hưng ngành năng lượng hạt nhân bắt đầu được đề cập từ năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc, khi 25 quốc gia trong đó có Canada, Anh và Mỹ ký cam kết tăng gấp 3 lần năng lượng hạt nhân vào năm 2050. Đây là dấu mốc trở lại của ngành này sau cuộc khủng hoảng Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Pháp và Áo là những quốc gia đang tham gia kế hoạch mở rộng nhà máy hạt nhân của Hungary, do nhà thầu Rosatom của Nga đảm nhận. Áo, Luxembourg và Đức phản đối việc EU chi ngân sách cho năng lượng hạt nhân do lo ngại sẽ ảnh hưởng tới nguồn tài trợ cần cho năng lượng tái tạo. Bộ trưởng khí hậu Áo Leonor Gilwesler lưu ý, mỗi dự án hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ và phát sinh chi phí đắt đỏ đặt ra nguy cơ bóp méo thị trường khi nguồn ngân sách của EU dành cho nỗ lực tốn kém như vậy. Một nhà ngoại giao EU tiết lộ nguồn tài trợ của EU cho năng lượng hạt nhân sẽ là quà Giáng sinh cho Pháp, nước có 56 lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trung Quốc ra lệnh cấm máy tính cơ quan chính phủ dùng chip Intel hoặc AMD. Thưa quý vị, Trung Quốc được cho là đã gửi văn bản hướng dẫn tới các văn phòng thuộc chính phủ yêu cầu loại bỏ PC chạy chip Intel, AMD và Windows Động thái mới nhất này được cho là một trong những nỗ lực mở rộng và thúc đẩy ứng dụng chip xử lý nội địa của chính phủ Trung Quốc. Theo tài liệu mới mà Financial Times có được, bên cạnh việc dần loại bỏ những chip vi xử lý trong máy tính cá nhân và máy chủ phục vụ các cơ quan thuộc chính quyền, Trung Quốc có thể còn đang muốn loại bỏ hệ điều hành Windows hay phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu do phương Tây phát triển khỏi những hệ thống máy tính của chính phủ. Những quy định xuất nhập khẩu mới được thắt chặt này cho thấy Trung Quốc thực sự muốn tự chủ về mặt công nghệ để không bị gây khó dễ mỗi lần phía Mỹ có thêm những quy định cấm vận về công nghệ nói chung và chip bán dẫn nói riêng. Cũng có các nhìn nhận quy định mới này của phía Trung Quốc là một hành động trả đũa quy định cấm vận hồi tháng 11 của Mỹ, khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc nhập khẩu những chip xử lý phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ AI. Theo FT, thực tế quy định này đã được Bộ Công nghệ Thông tin và Bộ Tài chính Trung Quốc đưa ra từ ngày 26 tháng 12, nhưng tới giờ các quan chức chính phủ nước này mới bắt đầu áp dụng. Những cơ quan quản lý trên cấp thị trấn bắt đầu phải thêm những yếu tố như chip xử lý và hệ điều hành an toàn và đáng tin cậy khi đặt mua thiết bị phục vụ công việc. Cùng thời gian ngày 26 tháng 12, Trung tâm Kiểm định An toàn Công nghệ Thông tin của Trung Quốc cũng công bố danh sách những chip xử lý và hệ điều hành an toàn, tất cả đều được các công ty Trung Quốc sản xuất. Trong số 18 sản phẩm được liệt kê là những chip xử lý từ Huawei, và PTM. Những CPU được Trung Quốc sản xuất dựa trên nhiều kiến trúc tập lệnh khác nhau, từ x86 đến ARM hay cả kiến trúc tập lệnh do người Trung Quốc phát triển. Còn tất cả những hệ điều hành đều được tạo ra dựa trên nền tảng Linux mã nguồn mở. Kể cả những doanh nghiệp nhà nước cũng được cơ quan quản lý, Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước yêu cầu phải chuyển đổi thiết bị công nghệ sang sử dụng CPU và hệ điều hành nội địa trước năm 2027. Kể từ năm 2023, các tập đoàn vốn nhà nước đã phải cung cấp báo cáo hàng quý về quá trình chuyển đổi mảng IT doanh nghiệp, nhưng nguồn tin của FT cho biết những giải pháp và sản phẩm phương Tây vẫn được phép sử dụng do Trung Quốc chưa thể tự mình sản xuất. Xét tổng thể toàn bộ thị trường Trung Quốc, đất nước này năm ngoái chiếm 27% tổng doanh thu 54 tỷ đô la Mỹ của Intel và 15% tổng doanh thu 23 tỷ đô la Mỹ của AMD sẽ rất khó để những sản phẩm của Intel và AMD lọt được vào danh sách an toàn của nhà quản lý Trung Quốc. Để được xác thực sản phẩm ở trung tâm kiểu định, nhà sản xuất CPU hay hệ điều hành sẽ phải cung cấp đầy đủ code và tài liệu nghiên cứu phát triển sản phẩm. Và những yếu tố tiên quyết để có một con chip hay một hệ điều hành được trung tâm kiểm định thông qua là việc chúng phải được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các sở tài chính, các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã có nhiều thông báo để thắt chặt quản lý việc chuyển đổi công nghệ chip xử lý và phần mềm đối với các cơ quan chính quyền, nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Theo hai quan chức chia sẻ với Financial Times, một người đang làm việc ở Thông Quyến cho biết, giờ cần thêm một bức đăng ký và giải thích lý do vì sao cần chip xử lý nước ngoài sản xuất. Việc mua những hệ thống máy tính trang bị chip CPU của AMD và Intel vẫn sẽ được thông qua nhưng ở mức giới hạn. Một người làm việc cho Sở Giao thông Thành phố Thiệu Hân cho biết, không có cách nào khác ngoài việc phải làm quen và sử dụng máy tính nội địa. Chúng tôi đang thay thế hết những máy tính cũ với chip xử lý nước ngoài. Sau khi đặt mua máy tính mới, gần như tất cả mọi người sẽ sử dụng hàng nội địa. Những hệ thống máy tính chạy Windows vẫn có thể sử dụng trong một vài trường hợp. Linh Trinh chuyên gia phân tích thị trường chip xử lý tại Boston cho rằng quá trình thay đổi chip xử lý từ hàng phương Tây sang hàng nội địa ở Trung Quốc sẽ diễn ra nhanh hơn ở mảng máy chủ thay vì máy tính cá nhân. Vì hệ sinh thái phần mềm máy chủ ít thứ phải thay thế hơn, dự báo đến năm 2026, 23% tổng doanh số máy chủ bán ra tại Trung Quốc sẽ là những sản phẩm nội địa. Còn những nhà phân tích thị trường tại Yasan Security thì đưa ra dự báo rằng từ năm 2023 đến năm 2027, Trung Quốc sẽ phải đầu tư 91 tỷ đô la Mỹ để thay thế cơ sở hạ tầng IT trong các cơ quan chính phủ, các cơ quan trực thuộc đảng và 8 ngành công nghiệp chủ chốt. Tính đến ngày 25 tháng 3, mũi xung kích tiến xa nhất của Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố Chasubya, khoảng 1 đến 1,5 km, đặt nhóm quân Ukraine tại đây vào tình thế nguy hiểm. Kênh Military Summary đưa tin. Không ai ngờ rằng, sau khi Fk thất thủ, lực lượng Moscow đã nhanh chóng bắt đầu đẩy mạnh một trận chiến mới, giành cùng cứ điểm kiên cố, cha xuất hay còn gọi là cha Sau khi Nga kiểm soát thành công Isvanivsky đánh sập cánh cửa chốt chặn ở phía đông, nhiều khả năng lực lượng Kiev sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ khu định cư trong thời gian dài, đặc biệt là khi người đối phương đang chuẩn bị một bước đột phá mới ở Sivetsk. Theo kênh Triba, các đơn vị Nga tiến về quận Kanan ngoại ô Chasubya. Tại Bohanivska, lính dù Nga đã đánh bật đối phương khỏi khu vực trung tâm ngôi làng, mặc dù các đội hình của Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát ở vùng ngoại ô phía Tây Nam. Tại thời điểm này, mũi xung kích tiến xa nhất của Nga chỉ còn cách ngoại ô ở thành phố Chasubya, khoảng 1-1,5 đến km, đặt nhóm quân Ukraine tại đây vào tình thế nguy hiểm. Ken Surizamap cũng xác nhận, ở phía Tây và Nam Bắc Mút, quân đội Nga bắt đầu tiến về phía Nam Ivanivsky sau khi chiếm được thị trấn. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tái khởi động các cuộc tiến công về phía Bắc Lysk Ken Tumetra cho biết lực lượng Moscow đang song thẳng tới cha từ phía tây Akhmut, Bắc Mút và chỉ còn hơn 1 km nữa là mũi xung kích đầu tiên sẽ áp sát ngoại ô cha giao tranh ác liệt đang diễn ra. Ukraine được cho là đã lên kế hoạch thu hẹp chiến tuyến, có thể rút lui khỏi cha xuất gia nhưng để lại các đơn vị tiếp tục chiến đấu để trì hoãn bước tiến của đối phương. Ngày 24 tháng 3, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 22 rocket phóng loạt Vampire trên bầu trời tỉnh biên giới Belgorod. Thông báo nêu rõ khoảng 17 giờ 50 phút chiều 24 tháng 3, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng hệ thống rocket phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn. Theo đó, các hệ thống phòng không trực chiến ở Bengorov đã bắn hạ 22 tên lửa. Cùng ngày, TAP dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm Phổ biến Vũ khí Hóa học OPCW Vladimir Taraprin cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã nghi nhận các trường hợp lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất. Ông cũng lưu ý sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine, trong đó có nhiều tập đoàn quân sự tư nhân của Mỹ, đặc biệt là nhóm tầm nhìn trực diện từ Nevada. Nhà ngoại giao Nga cho hay phát hiện ra nhóm này lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2021 khi phối hợp phân phối và dự trữ các bồn chứa chất độc hại. Khi đó, bốn quân nhân Ukraine đã bị bỏng và ngộ độc hóa chất nghiêm trọng khi dỡ thùng 200 lít. Nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi tất cả những trường hợp như vậy. Ông Tarabin đồng thời cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học và có nguy cơ cao các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ vi phạm thêm các luật chiến tranh. Ukraine và Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của nhà ngoại giao Nga. Ngày 24 tháng 3, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ vụ việc liên quan đến một tên lửa phóng vào Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan trong một thời gian ngắn. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng Ba Lan sẽ yêu cầu Liên bang Nga giải thích liên quan đến một hành vi vi phạm không phần khác của đất nước. Theo Bộ Chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan, một tên lửa phóng từ trên không đã đi vào không phận Ba Lan lúc 4 giờ 23 phút sáng giờ địa phương gần ngôi làng Osodo, phía đông nam và ở đó khoảng 40 giây. Mục tiêu dự kiến của cuộc tấn công là ở miền Tây Ukraine. Moscow chưa bình luận về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng các máy bay chiến đấu của họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa đã rơi vào làng Brevodo của Ba Lan gần biên giới với Ukraine khiến hai nông dân thiệt mạng. Các quan chức ở Kiev nhanh chóng khẳng định quả đạn này là do Nga bắn. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng tên lửa có thể đã được bắn bởi hệ thống phòng không Ukraine và không có bằng chứng nào cho thấy tên lửa này có nguồn gốc từ Nga. Tướng Không quân Đức đã nghỉ hưu Haras Kurat cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBB, Infradio. Các lực lượng vũ trang Ukraine không có tiềm lực quân sự cần thiết để đạt được các mục tiêu trên chiến trường. Ông cho hay, ở Đức, họ lãng mạn hóa cuộc chiến, họ nghĩ rằng có thể chiến thắng bằng các lý lẽ đạo đức. Nhưng điều này đòi hỏi khả năng quân sự và hỏa lực. Và về mặt này, trên thực tế, mọi thứ đang phát triển chậm rãi nhưng chắc chắn theo hướng có lợi cho Nga. Để củng cố lời nói của mình, tướng Harakurak chú ý đến thực tế là Nga không gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong việc tuyển dụng tình nguyện viên vào lực lượng vũ trang của mình. Trong khi ở Ukraine, vấn đề nhân sự hiện đang rất gây gắt. Ông gọi ý tưởng rằng Kiev có thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình bằng cách nhận đủ nguồn cung cấp vũ khí là hoàn toàn vô nghĩa. Vị tướng kết luận, chúng tôi không thể đạt được điều này với xe tăng và thậm chí chúng tôi không thể làm được điều đó với Taurus. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine Bất chấp áp lực từ phe đối lập và thậm chí một số thành viên trong liên minh cộng quyền, Điện Kremlin đã nhiều lần lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí từ phương Tây cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột và không góp phần vào việc bắt đầu quá trình đàm phán để chấm dứt xung đột. Vào tháng 2, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết gần 540.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng trong lực lượng vũ trang Nga vào năm 2023. Điều này giúp thành lập hai quân đội dự bị và sáu sư đoàn, và kể từ đầu năm 2024 một sư đoàn khác có thể được thành lập. 50.000 người đã được tuyển dụng. Theo hãng tin Reuters, ngày 22 tháng 3, khi được hỏi về phát ngôn gần đây của Điện Kremlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sai lầm lớn nếu Nga sẽ dừng các hoạt động quân sự tại vùng Donbass và Crimea trước đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov đã tuyên bố nước nga đang xem mình trong tình trạng chiến tranh do sự can thiệp của phương tây đứng về phía ukraine động thái này đảo ngược quan điểm kéo dài hơn hai năm qua của moscow khi phủ nhận mình đang có chiến tranh và chiến sự ở ukraine chỉ là chiến dịch quân sự đặc biệt bằng cách sử dụng luận điểm trên một người có thể thấy được những sự không chắc chắn quanh mục tiêu quân sự của nga ông macron khẳng định Phát ngôn trên được Tổng thống Pháp đưa ra trong phim họp thượng đỉnh của Liên minh châu EU tại thủ đô Bruxelles, Bỉ vừa kết thúc. Không chỉ ông Macron, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michael cũng khẳng định những tuyên bố trên của Nga chứng minh sự quan trọng của việc EU cần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng của chính mình. Ông Michael phát biểu tại hội nghị trên, chúng ta cần sáng suốt và cần nói với các công dân trên khắp EU rằng nếu chúng ta muốn hòa bình, nếu chúng ta muốn an ninh và ổn định, việc cải thiện năng lực quốc phòng và xây dựng một EU đúng nghĩa về mặt quốc phòng là cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố cứng rắn trước các cáo buộc của Moscow. Bà von der Leyen khẳng định những tuyên bố của ông Peskov đã chứng minh việc Điện Kremlin đã phản bội người dân Nga trong suốt hai năm qua khi liên tục phủ nhận việc mình đang có chiến tranh ngoài ra ông michael còn nhấn mạnh khối này sẽ không lo sợ trước những đòn trả đũa của moscow có thể thực hiện nếu eu dùng lợi nhuận từ tài sản nga bị đóng băng ở nước ngoài để mua vũ khí cho ukraine chúng tôi không bị đe dọa bởi nga chúng tôi nghĩ việc lợi nhuận từ những tài sản nước ngoài đó bị sử dụng cho ukraine là công bằng họ là nạn nhân của động thái hung hăng của nga chủ tịch hội đồng eu tuyên bố Reuters đưa tin các cuộc tấn công đã làm giảm 7% công suất xử lý dầu của Nga, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp mà Nga phụ thuộc rất nhiều để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng theo The Financial Times, việc đẩy lùi các cuộc tấn công đến từ một góc độ không ngờ tới, đó là Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Kiev. Các quan chức Mỹ được cho là lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể đẩy giá dầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Họ muốn Ukraine nới lỏng, theo báo cáo các cuộc tấn công táo bạo nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ và các địa điểm khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành dầu mỏ của Nga. Giá dầu đã tăng mạnh, kéo theo nỗi đau kinh tế lan trọng. Mức tăng thêm sẽ làm giảm cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden. Báo cáo cho biết, một mối lo ngại khác là Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây dựa vào, chẳng hạn như đường ống CBC vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến thị trường toàn cầu. Đây không phải là lần đầu tiên Kiev xung đột với Mỹ về chiến lược chiến tranh. Mỹ từ lâu đã cảnh giác với việc Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể kích động Nga trả đũa. Washington đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng Kiev đã chuẩn bị sản xuất vũ khí của riêng mình, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công tầm xa, những loại vũ khí không bị hạn chế đó. Kiev đang sử dụng các cuộc tấn công để làm tổn thương Nga, sâu trong biên giới của mình, ngay cả khi các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Đồng thời, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Nga cũng đang chiến đấu quyết liệt bằng việc tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một số nhà phân tích tỏ ra bối rối trước logic của Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu các cuộc tấn công có thực sự khiến giá cả ở Mỹ tăng cao hay không. Những người khác đặt câu hỏi Mỹ có tư cách đạo đức gì để nói với Ukraine cách tiến hành chiến tranh. Reuters đưa tin nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, Radiance đã ngừng mua dầu thô vận chuyển trên các tàu chở dầu thuộc sở hữu của hãng vận tải Nga Socomflot do Mỹ thắt chặt thực thi chế tài trừng phạt. Flood nằm trong số các thực thể nga bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng trước. Vòng trừng phạt nga mới nhất của Mỹ đã gây lo lắng cho các nhà máy lọc dầu ở ấn độ vì các hạn chế mới khiến việc vận chuyển dầu từ nga trở nên khó khăn hơn, sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và ăn vào lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Ngay cả trước vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ, biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu quốc danh lớn nhất ấn độ đã giảm trong bối cảnh việc tiếp cận dầu thô của nga ngày càng khó khăn hơn và giá cước vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ, theo các nhà phân tích. Do Mỹ tăng cường thực thi trừng phạt, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang có xu hướng chuyển sang mua dầu thô của Mỹ, Bloomberg đưa tin. Kể từ đầu tháng 3, Reliance và hai nhà máy lọc dầu quốc danh lớn nhất là Haras Petroleum và Indian Oil Corp đã mua khoảng 7 triệu thùng dầu thô của Mỹ. Đây là khối lượng nhập khẩu dầu thô Mỹ hàng tháng lớn nhất của Ấn Độ kể từ tháng 5 năm ngoái. Một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Ấn Độ nói với Reuters. Chúng tôi ưu tiên mua dầu từ các tàu không bị trừng phạt vì sự thay đổi này, Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều dầu thô hơn nữa của Nga, bao gồm cả dầu do tàu Sovcom Conflot vận chuyển. Dữ liệu Kapler được Bloomberg trích dẫn cho thấy nhập khẩu dầu thô của Nga vào Trung Quốc trong tháng này sẽ đạt trung bình 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Hôm 24 tháng 3, sau cuộc gặp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao với Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Pháp Attan cho hay trong một bài đăng trên mạng X rằng quyết định này được đưa ra vài tháng trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic và được đưa ra trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công Moscow cùng các mối đe dọa đè nặng lên đất nước chúng tôi. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ và cấp độ cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công được coi là sắp xảy ra. Cảnh báo cấp độ cao nhất cho phép thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo. Theo hãng tin Reuters, chi nhánh IS ở Afghanistan còn gọi là nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan ISKP đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà hát Rockefeller City Hall ở Nga tối 22 tháng 3 và các quan chức Mỹ đã xác nhận tính xác thực của tuyên bố đó. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ngày 24 tháng 3, Chủ tịch Triều Tiên Kim jong Un đã thị sát một đơn vị xe tăng có trụ sở tại tỉnh Bắc Quang He, phía đông thủ đô Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đơn vị này là sư đoàn thiết giáp đầu tiên của Triều Tiên, được đặt theo tên của sĩ quan chỉ huy sáng lập, người cũng đã lãnh đạo đơn vị khi quân đội Triều Tiên đánh chiếm Seoul trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong chuyến thăm hôm 24 tháng 3, ông Kim Chân Un đã được tư lệnh sư đoàn thông báo tóm tắt về kế hoạch tấn công và phòng thủ, xem xét các tài liệu và đưa ra chỉ đạo về những nhiệm vụ tác chiến cũng như huấn luyện cho quân đội. Bản tin của KCNA có đoạn, nhà lãnh đạo nêu ra các nhiệm vụ phương hướng để bằng mọi cách tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Theo tin, trong số các biện pháp mà Chủ tịch Triều Tiên đưa ra, có việc trang bị cho các kiếp xe một cách kỹ càng hơn với sức mạnh tư tưởng và tinh thần vượt trội, rèn luyện quân sự và thể lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị công nghệ chiến đấu cho công tác huy động thường trực. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực y tế ở Hàn Quốc dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ ngày 25 tháng 3, các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc sẽ cắt giảm số giờ thực hành và từ chức nhằm ủng hộ các bác sĩ thực tập đang đình công trong hơn một tháng vì kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y. Kim Chang-su, chủ tịch hiệp hội giáo sư y khoa Hàn Quốc nói: "Rõ ràng rằng, rằng việc tăng số lượng tuyển sinh vào trường y sẽ không chỉ hủy hoại nền giáo dục của các trường y." mà còn khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước chúng ta sụp đổ. Ông cho biết các giáo sư sẽ bắt đầu thu hẹp hoạt động điều trị ngoại trú để tập trung vào các bệnh nhân cấp cứu và bệnh nặng, trong khi một số sẽ nộp đơn từ chức. Hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy nhiều giáo sư y khoa nộp đơn xin tự chức. Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập sinh phản đối kế hoạch tăng số lượng sinh viên nhập học hàng năm vào trường y từ năm 2025 hàng nghìn người đình công đã khiến một số bệnh viện không thể nhận bệnh nhân và trì hoãn các thủ tục chữa trị. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y sẽ giúp giải quyết tình trạng thường xuyên thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn và trong các chuyên ngành y tế thiết yếu nhưng không thịnh hành. Tuy nhiên, các y bác sĩ thực tập cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục y tế và các dịch vụ khác, đồng thời đẩy chi phí y tế cao hơn. Những người phản đối kế hoạch của chính phủ nhận định chính quyền nên tập trung vào việc cải thiện điều kiện làm việc của các bác sĩ thực tập trước tiên. Các bác sĩ thực tập sinh cũng đã đình công kể từ ngày 20 tháng 2 và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã tuyên bố sẽ không lùi bước trong việc thực hiện kế hoạch tuyển thêm người vào ngành y. Chính phủ Hàn Quốc cũng cảnh báo đình chỉ giấy phép hành nghề của những bác sĩ đã đình công và thực hiện với hai trường hợp Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 3, ông Jun dường như tìm kiếm một cách tiếp cận hòa giải hơn và đề nghị Thủ tướng Han đốc su tìm kiếm các biện pháp linh hoạt để giải quyết vấn đề bác sĩ đình công. Văn phòng của ông Jun cho biết ông cũng lệnh cho Thủ tướng thành lập một cơ quan tư vấn mang tính xây dựng để nói chuyện với tất cả các chuyên gia y tế. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố vào ngày 15 tháng 3, 38% người được hỏi cho biết chính phủ đang làm tốt để giải quyết cuộc đình công, tuy nhiên, có tới 49% người tham gia cho rằng chính phủ làm chưa tốt. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.